Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phán TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Một ngày cuối tháng 10 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận tin báo của Công an huyện Ninh Giang về cái chết bất thường của anh Bùi Ngọc Tê, sinh năm 1979, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tại nhà riêng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định đây là vụ án giết người. Theo lời kể của con gái nạn nhân, vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng gọi cửa, liền sau đó là tiếng động cơ xe máy rời đi. Khi tìm kiếm xung quanh, mọi người phát hiện anh Tê nằm bất động ở khu vườn cạnh nhà, trên người có nhiều thương tích. Nạn nhân sau đó được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ án, cửa cổng nhà anh Tê vẫn khóa, ngôi nhà không có dấu hiệu bị mất mát tài sản. Các mối quan hệ xã hội của anh Tê nhanh chóng được cán bộ điều tra tìm hiểu để khoanh vùng, truy vết nghi phạm gây án. Trong quá trình điều tra, một số người dân cung cấp thêm thông tin cho lực lượng chức năng. Khoảng hơn 5 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, xuất hiện một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy màu trắng, dừng ở trước cửa cổng nhà nạn nhân. Ngoài ra, trước khi vụ án mạng xảy ra, một người phụ nữ từng đến địa phận xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang để hỏi thăm nhà anh Tê. Tuy vậy, người dân địa phương không biết người phụ nữ này là ai, tới từ đâu. Thậm chí, giữa người phụ nữ này và anh Tê còn xảy ra xô xát trên đường. Tại nơi hai người va chạm, công an thu giữ được một chiếc khẩu trang. Danh tính người phụ nữ bí ẩn trên được xác định là nút thắt cần được các điều tra viên nhanh chóng giải mã. Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ bí ẩn là Đinh Thị Then, sinh năm 1989, trú tại xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang. Tại cơ quan điều tra, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Then đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Then, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 6 năm 2019, trong quá trình nhận công trình xây dựng, anh Tê và chị Then quen biết nhau rồi nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, giữa hai người đã nhiều lần đi quá giới hạn. 2 tháng sau, trong một lần đi khám, Then được bác sĩ thông báo mắc bệnh lậu, lây qua đường tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài, nên Then nghĩ anh Tê là người đã lây bệnh cho mình. Lúc này, Then liên hệ đề nghị anh Tê hỗ trợ tiền điều trị. Tuy vậy, anh Tê không đồng ý và né tránh. Vì lý do đó, Then đã lên kế hoạch trả thù. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, Then mang theo một con dao nhọn, loại dao dùng để gọt hoa quả và điều khiển xe máy tìm đến nhà anh Tê. Do thấy cửa cổng đóng, nên Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà anh Tê. Tại sân, Then và anh Tê tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Then dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Then mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Với hành vi tội ác đã gây ra, Đinh Thị Then bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Buổi sáng sớm ngày 15 tháng 7 năm 2018, con trai của Nguyễn Thị Doan ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khi thức dậy đi vệ sinh, bỗng ú ớ không nói thành lời khi phát hiện bố là Trần Văn Hê nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Doan chạy ra mếu máo rồi bình tĩnh yêu cầu hai con trai không được khóc ầm ĩ. Cô ta sau đó chỉ thông báo cho một số người thân hai bên nội ngoại rằng chồng bị trúng gió qua đời. Doan vội làm thủ tục để tổ chức đám tang cho chồng. Tuy nhiên khi thay quần áo cho anh Hê, gia đình phát hiện thi thể có nhiều vết thâm tím. Trong lúc này, Doan kêu khóc, giúp nhanh chóng khâm liệm cho chồng để kịp giờ. Đến 16 giờ người thân cho rằng anh Hê bị sát hại, chết oan uổng nên trình báo công an xã Vũ Xá. Nhà chức trách đã lật nắp quan tài, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy nạn nhân không phải chết do bị cảm mà bị vỡ sụn giáp và dập vỡ. Xung huyết động mạch cảnh hai bên, nghi phạm nhanh chóng được làm rõ là vợ nạn nhân và gã tình nhân trẻ hơn 6 tuổi, Vũ Sĩ Mạnh, 34 tuổi, ở xã Hồng Quang, Ân Thi. Theo kết quả điều tra của công an tỉnh, chỉ vì muốn sống chung với nhau, Doan và người tình đã âm mưu sát hại chồng. 3 lần Doan trực tiếp cầm thuốc chuột, thuốc diệt cỏ, có ý định đầu độc chồng nhưng chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ý định sát hại chồng chưa nguôi. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2014, Doan mua một con vịt về để chiêu đãi chồng con. Khi chồng đã ngà ngà say, Doan pha cốc bột sắn kèm thuốc ngủ cho anh này uống, rồi gọi người tình mang gậy đến. Nửa đêm, anh Hê đang say ngủ, Doan lay dậy bảo vào nhà vệ sinh rồi sẽ quan hệ vợ chồng.
dù đang mơ màng nhưng anh Hê vẫn chập choạng ra ngoài sân. Lúc này nhân tình của vợ đã nấp sẵn ở chân cầu thang lao ra, dùng gậy đập từ phía sau. Nghe tiếng chồng gọi, Doan không vào cứu mà tiếp tục ra tín hiệu cho Mạnh đánh. Ngày bị bắt, Doan mặc bộ quần áo màu đen, đó là bộ quần áo trong đám tang của chồng mình. Và khi chị ta lăn lóc giả bộ khóc chồng bị trúng gió chết thì bị lực lượng công an bắt giữ, đưa về trụ sở với tội danh giết người. Quả thực khi đó không ai tránh được sự căm phẫn với người đàn bà vừa khóc lóc ai oán về cái chết của chồng mình, lại quay ngay sang kể lể về việc bị bố mẹ gả chồng quá sớm, không có tình yêu, thời gian gần đây chồng lại hay chửi mắng. Nhiều lần chị ta khóc ngụy biện rằng do lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà nghèo, bị mẹ ép gả khi không biết thế nào là tình yêu. Từ khi chồng bị tai nạn giao thông, tính tình thay đổi hay cáu gắt hay vô cớ đánh đập Doan. Doan một mực cho rằng anh ý còn dọa tôi nếu bắt được quả tang chuyện của tôi với Mạnh thì sẽ giết tôi. Trong khi đó Mạnh rất yêu thương và dịu dàng, đó là thứ tình yêu mà chị ta chưa bao giờ có được, cảm thấy được, thỏa mãn khao khát đàn bà. Tuy nhiên khi tiếp xúc với Mạnh, anh ta kiệm lời hơn, thừa nhận tình yêu với Doan, cúi mặt kể về tội ác một cách thành khẩn. Catherine Marie Knight sinh ra đời năm 1955. Mẹ của Catherine từng có một đời chồng trước khi cưới Ken Knight, bố của Catherine. Ông ta làm nghề giết mổ và gia đình này có công việc ổn định tại lò mổ tại địa phương. Khi còn nhỏ, Catherine Marie Knight được đánh giá là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và yêu thương động vật. Lần duy nhất cô bé gây ra tội lỗi là năm 13 tuổi. Khi đó, Catherine xuất hiện trước tòa án trẻ em với một cáo buộc nhỏ và nhận mức phạt nhẹ nhàng vì đạo đức tốt. Hồi nhỏ, Catherine là một người rất yêu quý động vật. Tuy nhiên khi lớn lên, cô lại làm việc trong một lò mổ. Công việc này đã ảnh hưởng tới Catherine, từ yêu động vật biến thành một người ưa bạo lực. Với con dao trên tay, Catherine chẳng ngại ngần xông lên tuyên chiến với bất kỳ ai thích động chân động tay. Năm 1973, Catherine vừa tròn 18 tuổi, cô phải lòng một anh chàng lái xe tải 22 tuổi. Năm 1974, họ chính thức nên duyên vợ chồng, nhưng lại có tin đồn rằng Catherine đã cố bóp cổ chồng ngay trong đêm tân hôn vì anh ta không chịu làm tình nhiều lần. Ngay sau khi đứa con đầu lòng sinh năm 1976, người chồng không thể chịu đựng được hành vi bạo lực của vợ mình đã bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Chán nản và ôm mối hận sâu sắc vì chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, Catherine đã trút giận lên đứa con đầu lòng của mình. Chỉ sau một ngày khi chồng rời đi, cô ta đã có ý định giết con của mình để trả thù. Đứa trẻ tội nghiệp rất may được một người đàn ông cứu sống. Catherine bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến bệnh viện. Tại đây, cô được chẩn đoán trầm cảm sau sinh và được trở về nhà. Vài ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Catherine lại tiếp tục gây chuyện. Cô dùng con dao của một người bán thịt để rạch ngang mặt một phụ nữ mà cô ta quen biết để yêu cầu cô này trở đến gặp người chồng cũ. Khi người ta hốt hoảng gọi cảnh sát đến thì Catherine lại tiếp tục bắt một cậu trai làm con tin. Theo lời giới thiệu của một bác sĩ địa phương, Catherine được nhận vào bệnh viện tâm thần Morisset để điều trị dưới sự giám sát của cảnh sát. Còn đứa con đầu lòng với chồng cũ được ông bà ngoại và Ken Knight đón về chăm sóc. Thời gian sau ra viện, khi người chồng này chỉ quay về chung sống, Catherine vẫn không thay đổi được tính nết, à tấn công chồng bằng nắm đấm, dụng cụ nhà bếp và bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Một ngày năm 1984, Catherine đã đưa hai đứa con gái chuyển về sống cùng với bố mẹ trong nông trại và quay trở lại làm việc tại lò mộ ở Anderdin. Thời gian sau này, à ta đã quen với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Catherine đã gặp một anh thợ mỏ 38 tuổi trong một khách sạn địa phương vào năm 1986. Chỉ vài tháng sau, anh chàng đã bỏ lại căn hộ của mình ở Scone và chuyển đến sống cùng mẹ con Catherine. Không lâu sau, con quái vật mắt xanh lại trỗi dậy trong Catherine. Aramba thèm khát tình dục liên tục cáo buộc người chồng thứ hai về vấn đề với những phụ nữ khác. Có lần anh còn bị Catherine tấn công bằng nắm đấm và giày cao gót. Sau nhiều lần cãi vã, thậm chí còn hứng chịu nhát dao của người đàn bà máu lạnh, anh thợ mỏ cũng phải rời xa ngôi nhà đó. Chẳng mất nhiều thời gian để Catherine tìm được người đàn ông khác. Vài tháng sau, à lại cặp với một người đàn ông khác, 43 tuổi, người đã từng làm việc tại lò mổ Aberdeen. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không kéo dài được lâu. Người đàn ông tiếp theo trong cuộc đời Catherine Marie Knight chính là nạn nhân trong vụ giết người dã man nhất trong lịch sử Australia, John Pride. John Pride gặp Catherine ở một khách sạn địa phương năm 1993. Cuối năm 1995, cả hai chuyển về sống chung trong căn hộ ở thành phố San Antonio. Ban đầu, Catherine rất chăm chút cho người đàn ông của mình, đối xử với con riêng như một người mẹ ruột. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
John từ chối kết hôn và từng đánh đập Catherine một lần trong lúc say xỉn. Vì thế cô ta đã tung những đoạn băng ghi lại hành vi xấu của John ở nơi làm việc như trộm cắp, hăm dọa, làm John bị đuổi việc. Điên tiết, anh ta đuổi Catherine ra khỏi nhà, nhưng một thời gian sau, cô lại quay trở về. Những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu vì bản tính hung hăng của Catherine. Mâu thuẫn đỉnh điểm là vào ngày 29 tháng 2 năm 2000, Catherine đâm một nhát dao vào ngực John sau một trận cãi cọ trong nhà bếp. John lập tức đến tòa án để tố cáo và nhờ cảnh sát can thiệp để người phụ nữ đó tránh xa khỏi cuộc đời của anh. Vậy nhưng không biết vì lý do gì, tối hôm đó John trở về nhà và có quan hệ tình dục với Catherine. Lợi dụng lúc John say giấc, Adamba tan ác đã đâm anh nhiều nhát. Sau khi giết John, A sát hại người tình theo đúng cách từng làm ở lò mổ gia súc và treo trước cửa phòng khách. Một số phần cơ thể của nạn nhân còn bị nấu chín. Cảnh sát tìm thấy Catherine đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng hôn mê. John Pryde đã bị giết cực kỳ dã man, trên người có tới hàng chục vết dao đâm. Trong bếp, cảnh sát tìm thấy vài bộ phận của nạn nhân. Thịt được cắt thành từng miếng và bỏ vào nồi nấu chín, đã hoàn tất và dường như chỉ còn chờ người ăn. Theo lời khai của Catherine sau này, cô ta định nấu cho con của John Pryde ăn sáng, một hành động hết sức man dợ. Nhật ký của viên cảnh sát đầu tiên tới hiện trường có viết: "Tôi khiếp sợ khi nhận ra có một bộ da người đang treo ở cửa ra vào phòng ngủ và phòng khách. Đến gần hơn, tôi nhận ra có mái tóc đen xoăn ở trên đầu, có mũi, một phần miệng và tai. Tôi nhìn thấy một vệt máu kéo dài từ phòng khách đến nhà bếp và gần với nồi hơi nhôm. Nồi nhôm vẫn còn nóng, tôi mở ra và kinh hoàng nhận ra một đầu người trong đó kèm một số loại rau củ được nấu nhừ. Bữa ăn được bày trước một số món, gồm có một ít thịt, khoai tây, bí ngô nướng." Với những bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát kết luận Catherine là hung thủ giết người. Bà ta cũng không một lời phủ nhận những điều mình đã làm. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, bản án dành cho Catherine Marie Knight đã được công bố. Với hành động giết người dã man, ả đã phải nhận mức án chung thân và không được khoan hồng. Khi biết được tuổi thơ cơ cực phải sống chung với bạo lực của Catherine, không ít người đã lắc đầu lo sợ, bởi chính nó đã biến một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn thành một tên sát nhân tàn bạo nhất thế kỷ. Vụ án man dợ đã gây chấn động nước Úc suốt một thời gian dài. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phán TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.